chứ không phải là khinh thường ông bự gì hết á, ai cũng phải ham ông bự, nhưng mà ngược là cái người ham chừng nào là khổ chừng đấy. Đúng, tôi không ham, mà tôi phải ham cho bản thân tôi làm sao cho lịch sử. Sáu à, dạo này khỏe không hơn sáu? Đâu đi, coi trước cái đi. À đây nè, coi đi. Thôi cái này mình không, tôi quá lâu rồi mà không không không, không 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 có để xuống vậy, con không có chịu vậy cầm gì nữa không sao không, mình đưa phải đưa cho người ta coi thử coi trước đi, rồi người ta đưa lại coi coi người ta có phá không mới được chứ làm gì mà lỡ gì hả, xôi kinh đối xử nó hoài vậy mà coi đi nha. Dạ vậy đó, không bao giờ cái gì có con năm chục rồi mình để làm cái gì? Bữa nay thì tôi không có để gì hết trơn á, tôi để có ngàn bạc hút này bỏ đi. Bây giờ tôi bỏ đi. Quẹt hả? Này quẹt đây. Sao mà cái áo rách hết trơn sao? Tôi thấy cái này á, tôi đáp lại một nút là tôi phải đáp lại. Trong khi đó thí dụ như chú đi đây mà không ngay chỗ thằng Chi Tôn đi ra đó hen, ngay chỗ mà có hai con đường chẻ vô vậy nè hen, mà nó có cái bậc nước đất vậy nè hen, nó đi tới vậy phải không, nó đi vô ngay Chi Tôn mình đó phải không, đó thì sao, nhưng mà không trúng tôi con đẻ chú liền. Nhưng mà ngược lại chúng này con cho phép lại là mỗi người nào nó cũng đều trúng hết trơn trọn, bởi con không chịu nói chuyện trên trời dưới đó, con dân con nói chuyện theo dân à, nó bậy tôi là tôi chữ hả, tôi hốt sợ thằng trời thằng Phật nào chứ, tôi đâu có thấy trời Phật gì đâu, đủ nè tôi câu chúng tôi trời Phật gì đâu, người lại trước mặt tôi trời Phật không vậy, nó rồi tôi bắt lỗ lợi như vậy làm gì nhau giờ hả, mày học tu hả, mày học làm ông nội vậy mà mày nói trời Phật, thành thử ra tôi thấy hết trơn hết trời luôn rồi hết. Bữa nay vậy nó rồi hết, tôi cũng mang ơn dân vậy thôi. Nó gọi đó chúng ở đây không chúng, ở đâu không chúng đâu. Ai biểu nói chuyện theo tôi? Đồ mẹ cái xứ mày không có, cũng có vậy mà mày không chịu nói, mày ngu quá, mày dám mày chịu chứ. Còn tôi nói vậy tôi biết được. Bên ta nói, mày nói hay đi, đi vô nhà ta đi ra được mình mới là hay. Còn mình đi vô được và đi ra không được, đó là đời hết rồi. Thôi bữa nay con biết nói chuyện, con xin đa tạ công đức ông nội. Ông nội Linh ơi, ông nội Linh là rồi hết. Ngồi ta? Dạ không có cái gì ngộ. Bởi vì cái có này á, thì ngày xưa đó, thì ngày để lợi. Thì ngày để lợi là gì? Là lịch sử đó, thì không có cái gì hết trơn, hết trội á. Mà theo như vậy con tới là con tôn thờ lịch sử vậy thôi, con học lịch sử con phải tôn thờ thôi lịch sử nó, thì theo mà nó như vậy là hết trơn à, chứ còn ngoài ra mà lỡ tôi mà nói là tôi chữ lắm tôi đồ không có chịu gì, hai ba cặp một với ba đồ mới chơi đá banh gì kỳ với ba, người ta đúng, người ta nói đúng không, mà không chữ tài hay sao? tài này có không, công nhận tài có chứ, tài á thà giờ bắt mình lên tôi đi tôi chịu. Cái thằng chơi gì người ta nói hay mà gì mình như con nít quỷ sứ, tôi dòm thấy cái hình á, không có mần ăn gì được, mà không có làm gì được, ra đồng tiền được, mà nó bắt người ta ngồi nói chuyện Phật chờ cho nó nghe vậy đó. Rồi tôi thấy người ta này kìa đó, thiếu gì chỗ nói đó tôi lại, tôi mang ơn, chờ cái uy tín của người ta tồn, nói dù con nít quỷ sứ đầu trí không mà nó lỡ nó ngồi, nó cầm gì nè đó. Trời ơi, nó chiếu phim chụp hình đồ, nó làm như là nó là ông cố nội vậy đó. Nó bắt lỗi lại cái gì mà coi tròn cáo cái gì, tròn cáo tròn cả. Mình đi nói người ta làm chi vậy? Không lực, không thầy, không tổ. Tôi đây là tôi đi đường này là tôi phải nắm. Chỉ còn mình nên con đi là trời đi Phật thôi. Nó mà nó đi nó nói hoài tôi giận, tôi nói một xong mà tôi... Thôi tôi bỏ qua. Nói gì thiên cơ hả? Sao? Cái đó không phải là thiên cơ, nhưng mà cũng nói thôi đi. Bây giờ ông nội Linh ơi, ông nội Linh, thì ông nội Linh mà có động phạm tới mình rồi là mình phải sợ.
chứ còn người ta này tôi dám ký giấy với chú. Cuối cùng làm sao chú sao? Nhưng mà ngược lại, nếu mà tôi chặt đâu chịu thua lại buông ra để là bỏ đủ nó con người, con người con của mất người là mất của. Tôi đổi cái này nó cũng có một à, qua đây cũng có một à. Ăn thua cái tay mình bóc thôi chứ. Ừ chứ làm sao vậy ha chú sao đó. Như đó vậy là rồi hết rồi đó. Coi xét tôi coi tôi có tội chứ mình chân nó chặt thì tôi chữ à. Tôi nào giờ tôi không có biết ai chứ trời ơi. Người ta người lớn người ta dòm có người ta biết mình. Còn mình thì mình có biết. Bởi tôi chỉ người bóc hay bắt tôi... à, làm sao vậy chú sao? Tôi phải thuộc người ta này. Tôi thấy người ta nó là tất nhiên người ta nói hay lắm. Rồi dân nó không biết đó. Cái nó làm bộ nó mài vô cái nó nói rồi cái nó đem tiền lỡ rồi giết rồi nó coi như cái rẻ với đâu với tôi không cần, tôi không có cầm nghe mà tôi không có cầm coi nó để tôi mần ăn rồi tôi muốn tôi vui thôi, tôi buồn tôi đi đâu tôi muốn nói gì tôi nói ông nội ông ngoại tôi thôi, tôi mong muốn cuộc đời tôi có nhiêu thôi chứ còn ngoài đó cái chú ở sớm nó giận vậy. Ngon muốn cận nhiêu cho thêm không mang nặng như lắm, tưởng đâu làm gì mà đi quánh người ta đi đâm chém người ta mà hãnh diện gì. Tôi không chịu, tôi có nhiêu mà tôi giữ nhiêu đó, mày quánh tao là tao quánh mày không có tội gì chứ đó. Mà theo mà nói như vậy thì mình đồng ý hết chứ không phải đồng ý mà thôi đừng có hỗn với người ta ngang con thì nó ác người với người, mình giờ mình thấy rồi mình phải tôn thờ người chứ bị giật lực tu mà không có thành thật thành người chúng tôi mà mấy ông nói chuyện gì mà đứng trên đầu trên cổ ông bà người lớn người ta như vậy thì mấy tôi chơi lại thì tôi mấy ông chặt trước tôi chỉ nói tôi là tôi chỉ tôi khai hết hả à. Chứ tôi đâu có giấu thì đập đầu tôi nó đập đầu mổ bụng thì nó mổ bụng chứ do bây giờ tôi đập đầu mà tôi giấu đập đầu thì cũng không được bởi vì dân đã biết mà mổ bụng thương nó mổ bụng đó thì thay ông mà tôi có nhiêu đó vậy đó hết à chứ còn ngoài ra nữa nghe tôi không ưa ông bự ông nào hết trơn á chỗ tôi ưa mình nên tôi thành thử ra về á việc người lớn người ta đó thì ta cho mình biết thì mình biết còn ta không thì mình không chứ không có dạy chỉ tôi gì trơn trời rồi nó đổ thừa tôi trời Phật gì tôi nói ngăn thôi quá trời quá đất nó để cơm nó để mà tôi đói quá rồi tôi cũng phải tôi ăn chứ tôi không ăn rồi sao bây giờ tôi làm sao mà ai mà bảo toàn tính mạng của tôi được thì nhờ hộp cơm nó mới bảo toàn tính mạng được. Cũng nói vậy là cái bao tử của mình không có nhiêu đó là hết. Nhưng mà tới đây vậy thì chỉ còn có đáp lợi á, thì theo mà nói như vậy á, là coi như vậy là tóm tắt là con cũng mừng thì chỉ còn ở là 10 ngày với 8 ngày là hết rồi, hãy tính tới nữa hay là lui gì cũng không biết, biết chỉ có nói chuyện không rồi thôi. Bây giờ mình người ta với người ta mình suy nghĩ coi, từ hồi chưa tạo thiên lập địa tới bây giờ là không có ai mà biết cái gì hết trơn hết trời, mà ngược lại tới giờ theo vậy là coi như tôi cũng không biết, bởi tôi đi mà tôi đạp trên nổ mình nói chỗ đó thì mình để chỗ nói chỗ đó rồi chỗ này chi rồi ở đây lên đây là cục đá trên này rồi chi nó ở ngoài đó nữa làm chi, tôi không có chỗ nào đó với tôi nữa, bên đó cũng dính luôn cái vàng, đây là cái vàng ta gọi lại là nó chuyển không được, mà chỉ có quyết định được là mình nhìn mình thấy, bởi vì
người ta lớn người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng vậy, còn mình nhỏ đó, con cháu này cái nọ nó, mình thấy chỉ có cái là quan trọng nhất là tài á, tài để có thể lại là tài cách sao sao con biết, mà tài để tài xỉu lỡ nằm ở chân núi két vậy là tôi chà đạp, bởi vì chữ nghĩa tôi có quyền, còn như anh bắt lỗ tôi lệnh không được, bởi vì tôi đây là có chỉ có một số thôi, mà anh hay anh nói tôi 35, 38 thì tôi không biết, tôi thấy anh làm vậy tôi cũng làm theo anh vậy thôi, nhưng mà ngược lại của anh làm nhiều quá là nên không nên vậy anh biết, còn có tôi mần á, tôi mần ít tôi ăn nhiều tôi cũng không biết nữa đó, thì do nơi dân vậy thôi chứ còn ngoài ra tôi không có biết, bởi vì hồi trước thầy có dạy tôi vậy là thầy cô có dạy hết, thì mình nên người rồi thì ngày nay mình phải giữ cái chữ nên người mình, chứ không phải là khinh thường ông bự gì hết á, ai cũng phải ham ông bự, nhưng mà ngược là cái người ham chừng nào là khổ chừng đấy, đối với tôi không ham, mà tôi phải ham cho bản thân tôi làm sao cho lịch sử nhiều là vậy thôi, chứ còn ngoài đó tôi không có, cũng như chú ơi con bây giờ con cũng khổ lắm, mà con cũng học mà học đặng mà tạo cái đức, thí dụ bằng đầu mình ba lớn vậy đi, mà trong nhà trong cửa người ta ông bà con cô bác nào nó cũng như vậy, người ta có lâm dấp chuyện gì đó thì mình cứ cúi đầu điểm bước đi hoài thôi, người ta ban đầu dân nó không biết, rồi từ từ nó biết rồi đó, nó nở ra từ từ vậy là hết, đó là lời chính xác của con, chứ ngoài ra nữa ông nậu Linh có nói là con có nói con chơi thiệt, bởi vì con cháu mà bởi vì cái chúng cũng vậy mà chặt cũng vậy mà ngược lại á, là theo vậy nó ngay, con không dám nói. Chú Sáu ơi, nghe nói nãy giờ là chú Sáu nó nhắc tên Linh, mà Linh nó Linh nào vậy chú Sáu? Ông nội Linh. À, nội Linh là ông nội Linh là ông nội đen bây giờ đó. Có thể là ông Sáu cởi cái ông nội đen như thế nào không ông Sáu? Ông nội đen đó là ông nội đó là ông nội đánh đó, ông nội đánh người ta dữ lắm đó. Ở trên hả ông Sáu? Con không biết nữa, ổng ở trên trời ổng rớt xuống rồi tôi không biết nữa, nó hỏi theo dân á, dân nó cũng nghe nữa. Tiếp ngon mê ô, tiếp ngon mê ô, ngon ngon nó nhiều ngon dữ lắm, còn con đâu có ngon. Con đâu có ăn mà con biết ngon đâu. Tôi khổ chứ đi mẹ tôi à, tôi không có biết. Vì sao mà chú Sáu sợ ông đen đó? Hả? Bị ông quánh người mà không sợ, trâu bò hả gì không sợ ông nội. Thì theo mà nói như vậy, cái con thấy ông vậy nè, ban đầu có ông lụm ha, ông lụm từng người đặng ông ăn thịt nè nè, và bắt đầu cái hai cái tay ông vậy nè, tôi thấy ông hốt vô, ông hốt vậy đó. Trời Phật ơi, vậy tham dữ vậy ông nội ơi, còn giờ người ta ông nội, bây giờ khu vực nào ông nội ở đó thì ông nội nói giờ cái khu vực này của tao đi, ủa mẹ bay không có được quyền vô đó, bây giờ chỗ tao ăn thịt đó thì nói đi, ông nội không nói vậy chân á, ông nội gom hết trơn vô đây rồi, nào là khổ này, nào khổ kia, nào khổ nọ, mà con nói thẳng hôm nay là như là con thẳng thắn, con có lỗi thật, nhưng mà con không sợ cái lỗi, cứ bường tới hoài luôn như vậy, đặng lại ông nội chứ còn ngoài đó không có trốn chạy ông nội cho nó khỏi. Không có nó cái cuồng phong khi mà lên hết cái trong cái đội hình hết là toàn bộ là rớt hết trơn hư hết trơn. Nó tưởng tượng không có phụng có vô cho e về đâu ông nội trầm là ông nội phục. Đổi một chính xác hăng đừng để mà ông nội phục. Mà tôi khổ lắm, lúc đó nó là tôi đi như vậy, cái đi lên thì theo mà nó vậy đi mặt ăn xuống đò không còn tiền nha trơn á, đi lên mà đi tới đó rồi sống á, đánh tới đó uống ly cà phê lên đó vậy á, thì chỗ người ta thờ ở chỗ đó là cái ta kêu bằng cái nó có cái voi ra ngoài vậy nè, cái voi của nó vậy đó mà ta thờ vậy là dân mà đi tàu đi biển gì nén là phải giỡn lông đầu, bởi đó là khi mà con nói giỡn lông đầu rồi là phải giỡn lông đầu cho mày không tránh khỏi giỡn lông đầu,
ngay chỗ đó. Cái theo mà nói như vậy, nó mới nói thôi bây giờ vậy thì kêu bằng thờ ông thờ bà, thì coi như vậy là ngoài đó. Còn ai biết đó thì dạy dỗ hay là chật chúng gì đó, ai hay nữa thì bây giờ tôi hay thì hơn hết giờ cho điểm, cho điểm thì mang ơn. Còn mà chơi thú thi hình gì đó ở ngoài quế ngoài gì đó, mình gì mình nắm ở trong cái lực tu gì là pháp tăng á, thì chi thăng, chi thăng là phải giả hết rồi đó. Nhưng mà ngược lại cái nói là tôi không nói. Nhưng cái bường bướng bỉnh là tôi phải bường bướng bỉnh, tại vì tôi thấy hồ sơ anh cái hay của anh nhưng mà nó không có cái đạo đức ở trong đó, thì tôi coi tầm thường thôi. Cái hay mà phải biết đạo đức là tôi tôn thờ, cái hay mà không có đạo đức là tôi bừa. Cái đó là quy luật, tại vì anh đi chưa tới mà anh nói chuyện tôi không đồng ý, chứ tôi không chống cãi ai rồi. Mà tôi không có dây dọc dọc với ai cho nó tới là tôi khó. Tôi nghe ông nói chuyện đúng mà tôi tôn thờ tôi lại theo lời ăn tiếng nói vậy thôi. Mà tôi nghe ông nói chuyện mà đặt trường hợp đó nha, mà ông nói chuyện mà nó không đúng rồi thế là ông chơi với tôi hoài hai ba cái là tôi nóng lên rồi là tôi chửi rồi. Tôi giờ tôi thấy dân tôi là vậy là tôi bừa ông mà tôi chửi rồi. Chứ còn ngoài ra nó tôi không có hộp, mà tôi không có gì chân tới là tôi chơi, tới là tôi chơi như thế này. Còn ai hay nữa thì cho điểm, nhờ cho điểm vậy thì mấy điểm vậy thôi. Chứ còn ngoài đó nó mình không biết, bởi vì lịch sử nào tới giờ là từ hồi chưa tạo thiên lập địa tới bây giờ, chứ không phải mới đây đâu. Mà dân người ta thấy người ta thờ phượng này cái nó cũng tôi nói xong cái gì cũng tôi hết trơn trội nhá, về tất cả dân dân cũng tôi hết trơn. Mà nhờ chờ tiếng nói có ai người ta khen mình được đó là mình mới biết luôn luôn, lúc nào mình dân mà mình học tu mà thì phải vậy.